Hello mọi người trong livestream. Nhìn vào trong cái máy này á, nhìn răng mình mới xấu. Hello mọi người trong livestream nè. Mọi người ơi, có ai thấy mình không? Mọi người thấy mình comment lên cho mình chào mọi người nha. Nhau CEO. Có ai không? Chào chị Lê Thắm nha. Hello chị Lê Thắm luôn nè. Hello mọi người. Mọi người có ai trong livestream nữa không? Mọi người comment lên cho mình chào mọi người nha. Hello. Hello mọi người. Chị mới sửa mũi à? Đâu có đâu Long ơi, chắc lại nhầm chị Túc hả trời? Nhầm chị Túc hả? Chào Đình Tú nha, chào Thuyết Hoàng. Hello mọi người. Mọi người ơi, mọi người vào trong livestream mọi người thấy thì mọi người comment lên cho mình thấy mọi người nha. Nhiêu tuổi rồi em? Em hả? 22 tuổi. 22 tuổi chưa một ai theo đuổi. Hello mọi người. Chào chị Thủy nha. Hello chị Thủy luôn nè. Hello mọi người. Nha xíu. Hello, chào mọi người nha, chào Nguyễn Thủy nha. Mọi người ơi, mọi người vào tham gia mini game và nhận quà hấp dẫn bên Huyền nha. Cái gì vừa cứng vừa dài mọi người? Cái gì vừa cứng vừa dài đấy mọi người ơi? Cái gì vừa cứng vừa dài? Hello mọi người trong livestream nè. Mọi người ơi, mọi người thấy mình mọi người comment lên nha. Cảm ơn Thuyết Hoàng nha. Hello mọi người trong livestream. Mọi người ơi, mọi người vào tham gia mini game và nhận quà hấp dẫn Benelli nha. Huyền sẽ tặng cho một bạn may mắn ngày hôm nay một chiếc kính cực kỳ là xinh như Huyền đang mang trên mặt đây ạ. Một chiếc kính cực kỳ là xinh. Kính này là kính Gucci nha. Full đen luôn nha mọi người. Kính này nam đeo được, nữ cũng đeo được nha mọi người. Cực kỳ là xinh luôn mà còn full hộp, full căn cho mọi người. Còn bảo hành cho mọi người thêm 3 tháng nữa nên là mọi người yên tâm mua kính. À quên, Huyền sẽ tặng kính cho mọi người nha. Mọi người chỉ cần là ở nhà nghe điện thoại tôi là sẽ nhận được hàng rồi. Một chiếc kính cực kỳ là xinh hãng Gucci nha mọi người. Rồi mọi người bây giờ bắt đầu chơi mini game này. Bước đầu tiên là mọi người phải xây livestream vào 10 hội nhóm cộng một lần lên trang cá nhân. Đừng quên để chế độ công khai nha. Phải để chế độ công khai và comment câu trả lời ngày hôm nay. Huyền sẽ cho mọi người chơi mini game trong vòng 10 phút nha. Chơi mini game trong vòng 10 phút, mọi người đoán đáp án ngày hôm nay là gì ạ? Con đường chưa có đúng nha chị Nguyễn Thủy ơi. Mọi người ơi, mọi người xem livestream nha. Xem livestream vào 10 nhóm cộng một lần lên trang cá nhân thì mọi người mới được chơi mini game nha. Không xem livestream là không có được chơi mini game đâu. Nếu như comment đúng thì em cũng sẽ không có tặng quà cho bạn đó đâu. Dây dép chưa có đúng này, người của em cứng đúng không? Sai rồi anh nhỉ? Sai rồi nha anh được ơi. Kính này hàn xì liệu có đau mắt không bạn? À kính này không được hàn. Kính này không được hàn nha bạn ơi, không được hàn nha anh ơi. Kính này là kính thời trang. Kính này là kính thời trang nha. Em cảm ơn anh Trường Lê. Chim đàn ông người em sai rồi nhanh đạt thành quá bậy bạ luôn. Mọi người ơi, mọi người tham gia mini game xây livestream nè. Xây livestream và 10 nhóm cùng một lần lên trang cá nhân. Đang xem. Anh Trương Lê nè. Thuyết Hoàng đạt thành chưa chia sẻ livestream là không được chơi game luôn nha. Thuyết Hoàng với đạt thành là chưa chia sẻ livestream là chưa có được chơi mini game luôn nha. Mọi người phải xây livestream trước rồi mọi người mới comment đáp án nha mọi người. Hệ thống bên em sẽ kiểm tra nên là mọi người phải chơi đúng luật, chơi đúng cách, chơi đúng luật nha. Em càng ngày càng xinh. Em cảm ơn anh Thành được nha. Có khi nào anh Thành được nhầm em với chị Túc Túc không? Mọi người ơi, bạn nào chưa xây livestream thì nhanh xây livestream về trang cá nhân và vào 10 ổ nhóm đều chế độ công khai để chơi mini game và nhận quà hấp dẫn nha mọi người. Bạn nào mà chưa xây livestream là không có được chơi mini game nha. Ngưng nha mọi người, phải xây livestream rồi mới comment. Bạn nào mà comment đúng mà không xây livestream là Huyền cũng không tặng quà cho bạn đó đâu. Bởi vì bạn đó là lười xây, không thực hiện đủ các bước của mini game thì không có được nhận quà nha. Em chào anh Lợi nha. Diệu Tí ơi, bạn xây livestream đi đã rồi chơi mini game nhá. Xây livestream vào 10 ổ nhóm cộng một lần lên trang cá nhân và comment ngay đáp án ngày hôm nay. Cái gì vừa cứng vừa dài? Cực kỳ là dễ luôn, cực kỳ là dễ luôn nha mọi người.
rất là dễ luôn nè. Dễ chứ, chia sẻ nha. Diệu Trí chưa có chia sẻ livestream là không có được chơi mini game đâu nha. Em chào anh Sơn nha. Anh Lợi ơi, chị Túc ngày hôm nay bận nên là chắc thứ hai chị Túc mới like lại nha. Ok ok, em chào anh Sơn nha. Hello mọi người đang livestream nè. Rồi cái gì vừa cứng vừa dài à mọi người? Cái gì vừa cứng vừa dài đây? Câu hỏi cực kỳ là dễ luôn. Lát nữa xoay lên là mình sẽ gợi ý cho mọi người nha. Anh Lợi ơi, anh Lợi xây livestream để chơi mini game nha anh Lợi ơi. Anh Nguyễn Trương chưa có đúng nè. Chào Lê Nhi nha, Lê Nhi ơi xây livestream về chơi mini game nhận quà nha Nhi ơi. Anh Nguyễn Trương chưa có xây livestream là không có được chơi mini game nha. Mọi người tiếp tục xây livestream và chơi mini game với Huyền nè. Cái gì vừa cứng vừa dài đây hả mọi người? Cái gì mà vừa cứng lại còn vừa dài nhở? Mọi người chia sẻ livestream và cho comment cái gì vừa cứng vừa dài. Mọi người chia sẻ livestream rồi và comment cái gì vừa cứng vừa dài nha mọi người. Chia sẻ livestream và 10 ổ nhóm cộng 1 lần lên trang cá nhân. Văn Mai Nguyễn ơi, chưa xây livestream là chưa có được chơi mini game nha. Dây thép chưa có đúng đâu. Mọi người phải xây livestream rồi mới chơi mini game. Chắc hại não quá. Dễ lắm Phương Lê ơi, cực kỳ là dễ luôn. Cái này là thử đi óc, đầu óc trong sáng của mọi người nè. Mình chia sẻ rồi mà, ok bạn vị trí này. Nguyên là em của chị Túc nha. Chào anh Huy Trần nha. Stream chưa có đúng nha Trang Nguyễn ơi. Mà Trang Nguyễn chưa có xây livestream là không có được chơi mini game đâu nè. Mọi người phải xây livestream và 10 ổ nhóm cộng một lần lên trang cá nhân nha. Cây cột điện chưa có đúng nha Diệu Trí ơi. Chưa có đúng nha. Mọi người chia sẻ đây chứ tôi cũng thay nha. Để em tặng quà nha. Không chia sẻ mà chút nữa mà chọn đúng á, em sẽ không tặng quà đâu đó. Mọi người phải chia sẻ livestream để ở chế độ công khai thì mọi người comment đúng em mới tặng quà cho mọi người. Còn nếu như mà mọi người có comment đúng mà không chia sẻ livestream trước khi em công bố kết quả thì mọi người cũng sẽ không có được nhận quà nha. À, ví dụ mà mọi người may mắn comment đúng nhưng mà không chia sẻ livestream là tuyệt đối mọi người sẽ không được nhận quà bên em. Nên mọi người nhớ xem livestream nha. Đừng quên để ở chế độ công khai này. Ok Thuyết Hoàng nè. Cái dùi sắt chưa có đúng nha. Nguyễn Thanh ơi, là Nguyễn Thanh nhớ xem livestream thì mới được chơi mini game nha. Cây bút chì cũng chưa đúng nha Minh Thiên ơi. Thảo Nguyễn Thảo ơi, chưa có đúng nha. Comment bậy bạ quá trời luôn. Rồi, mọi người comment cái gì vừa cứng vừa dài. Phải xem livestream rồi comment cái gì vừa cứng vừa dài hả mọi người? Gậy Như Ý chưa có đúng nha Duy Bảo ơi. Anh Duy Bảo chưa có xem livestream là không có được chơi mini game đâu nè. Bưởi to thế là cảm ơn anh nha. Dài cỡ nào chị, dài lắm luôn, dài lắm luôn nha mọi người, cực kỳ là dài luôn. Trả lời đúng Huyền sẽ tặng cho bạn. Bạn nào trả lời đúng và chia sẻ livestream và 10 ổ nhóm cộng một lần lên trang cá nhân. Mình có thấy hồng hồng lắm nha. Mình có thấy bẹt nha. Cái chày chưa có đúng nha Anna Hà ơi. Cái chày chưa có đúng nè. Chị có thấy Anna Hà nè. Em à, chị chào Trung nha. Đây nha mọi người, bạn nào mà đoán trúng này xem livestream và 10 ổ nhóm cộng một lần lên trang cá nhân. Và để ở chế độ công khai comment đúng đáp án ngày hôm nay thì Huyền sẽ tặng ngay một chiếc kính Gucci này. Nam đeo được, nữ đeo được. Chiếc kính này có giá là 350.000. Cực kỳ là đẹp luôn nha mọi người. Kính này là kính Gucci, có dòng chữ Gucci ở trên tròng kính. Và phần gọng kính thì có biểu tượng của con ong. Đó là biểu tượng của Gucci nha. Khi mà mọi người tham gia mini game trúng quà, Huyền sẽ tặng ngay chiếc kính này cho bạn đó. Và mọi người sẽ được tặng kèm một chiếc hộp, một chiếc khăn. À và được bảo hành 3 tháng luôn. Kể cả quà tặng cũng được bảo hành 3 tháng nha. Cây cờ chưa có đúng nha. Phước nè. Đâu rồi. Cái này là 4 từ. Phước Nguyễn. 4 từ nha. Phước Nguyễn Anna Hà chưa chia sẻ livestream nha. Phước Nguyễn Anna Hà chưa chia sẻ livestream nào không có được chơi mini game nha. Nguyễn Thắng cũng chưa chia sẻ nè. Chị Nguyễn Thủy ơi, cái thang chưa có đúng nha. Cái đầu cấp cũng chưa đúng nha. Anh Quốc Việt chưa có xây livestream là không có được chơi mini game nè. Anh Cường Biển ơi, bậy quá bậy nha, không có đúng nha. Mọi người phải xây livestream thì mới được chơi mini game nha mọi người. Dây cắt điện chưa có đúng nha. Anna đã xây livestream chưa? Nãy là Anna chưa có xây livestream là không có được chơi mini game đâu. Mà trả lời đúng thì cũng không có được nhận quà nha. Mọi người phải xây livestream vào 10 ổ nhóm cộng một lần lên trang cá nhân rồi mới được cầm đáp án rồi. Ok hồng lắm đây, Huyền biết rồi. Mọi người phải chia sẻ livestream nha. Chào anh Long Niệm luôn nha.
Cái gì hả anh Trung Trực? Anh Trung Trực chia sẻ livestream và chơi mini game nhận quà với Huyền nha. Cây mía chưa có đúng cây mía mà cứng cái gì trời. Cái... Cảm ơn góc nhỏ trong em nha. Bắt kính ok rộng tới thời trang. Cảm ơn góc nhỏ trong em. Cảm ơn góc nhỏ trong em nha. Em thấy cảm ơn gì ạ? Cái chày chưa có đúng nha anh Mạnh Việt ơi. Mà anh Mạnh Việt chưa có xây livestream nào không có được chơi mini game nha. Chia sẻ rồi ok anh Trực nha. Con trai cũng chưa có đúng này Thủy ơi. Rồi ok anh Hà này, bạn nào chia sẻ livestream vào 10 nhóm rồi cộng một lần lên trang cá nhân rồi thì mọi người vào tham gia mini game để nhận quà với Huyền nha. Đây, mọi người sẽ nhận được một chiếc kính Gucci như thế này và được tặng kèm thêm hộp và khăn bảo hành cho mọi người 3 tháng. Mọi người sẽ được kiểm tra hàng rồi mới thanh toán tiền khi mua hàng bên em nha mọi người. Còn cái này là quà nha, cực kỳ là đẹp luôn, nam đeo thì cực kỳ là trang trọng, cực kỳ là lịch lãm, còn nữ mang thì cực kỳ là cá tính, cực kỳ là xinh luôn á. Cây đất xoắn chưa có đúng nha, kính nào vừa đi ngày vừa đi tối thấy rõ. À, tí nữa em sẽ lên một số kính có màu trà thì những dòng kính đó sẽ đi ngày và đi đêm đều được nha. Chút nữa, khoảng 5 phút nữa không ai trả lời đúng thì sẽ công bố kết quả vào lúc mà anh nha. Khoảng 5 phút nữa mà mọi người không trả lời đúng á thì Huyền sẽ chơi một phần chơi nhỏ đó là công bố kết quả và cho mọi người comment và Huyền sẽ lướt comment trên bàn nào may mắn được nhận quà nha. Cây bút chưa có đúng nha Thúy Lê ơi, cây cột chưa có đúng nè. Bạn nào chưa xem livestream thì nhanh tay xem livestream và comment đáp án nha. Ok, Văn Mai Nguyễn nè. Cây bút lông, Candy Tình ơi, bạn chưa có xem livestream là không có được chơi mini game nha. Mọi người phải xem livestream và 10 nhóm cộng một lần lên trang cá nhân thì mới được chơi mini game nha. Con lương giữa đường chưa có đúng nha Diệu Trí ơi. Chưa có đúng nha. Mọi người bạn nào chưa xem livestream thì nhanh tay xem livestream và chơi mini game cho mọi người. Món quà ngày hôm nay là món quà Huyền đang đội trên đầu đây. Đang đeo trên đầu là một chiếc kính Gucci nha. Hãng Gucci nha mọi người, cực kỳ là đẹp luôn. Kính này là chống chày, chống sức và bảo vệ mắt cực kỳ là tốt luôn nè. Gợi ý đi, có 4 từ nha mọi người, có 4 từ nha. Đã chia sẻ rồi ok, Candy Trình nè. Cái điện thoại chưa có đúng nha Hồng Tắm ơi, Hồng Lắm ơi. Cây tre chưa có đúng nha anh Thành ơi. Lê Như ơi, con đường ta đi chưa có đúng nè. Anh Thành Nguyễn chưa chia sẻ livestream nào không có được chơi mini game nha. Trời ơi bán trễ vậy mà chưa có ai trả lời đúng cả. Có 4 từ nha các tình yêu. Cái này là có 4 từ nha. Đấy, 3 phút nữa nha. 3 phút nữa mà mọi người không comment được, không trả lời được là Huyền sẽ công bố kết quả và lướt comment nha mọi người. Em có bán cặp kính bự chứ không em. Là sao anh Long Nguyễn ơi, Huyền không hiểu. Cây cầu chưa có đúng nè. Hello anh Sơn Lâm Nguyễn nha. Cây điện cao thế chưa có đúng. Cái đường chưa có đúng. Anh Vương ơi chưa có đúng nha. Mà comment bậy bạ qua đây. Mà chưa có chia sẻ là chưa nó không có được comment nha. Cây ô cũng chưa có đúng nè. Cây ô cũng chưa có đúng nha. Cây đàn guitar cũng chưa đúng luôn. Em cảm ơn anh Bùi Hoàng Đạt nha. Thôi, bây giờ mình sẽ công bố kết quả nha mọi người. Bây giờ mình sẽ công bố kết quả cho mọi người luôn. Đáp án ngày hôm nay cực kỳ là dễ mà không ai comment đúng cả. Sub inbox mình với nhé. Ok Huỳnh Mai nha. Rồi, đáp án ngày hôm nay đó là con đường giao thông. Con đường giao thông nha các tình yêu. Con đường giao thông không phải là con đường ta đi đâu. Bây giờ ủa Sub ơi, nhắn tin sao không trả lời à? Vô tình ơi, để Huyền kiểm tra. Để bên Huyền này, thống bên Huyền kiểm tra tin nhắn của bạn nha. Rồi bây giờ mọi người comment cho Huyền là con đường ta bên con đường giao thông và Huyền sẽ cho mọi người 1 phút để xây livestream về trang cá nhân để chế độ công khai và lúc comment nha. Bây giờ Huyền bắt đầu bấm giờ trong vòng 1 phút nè. Mọi người bạn nào chưa chia sẻ livestream để chế độ công khai thì nhanh tay chia sẻ livestream để chế độ công khai nha. Và comment đó là con đường giao thông. Con đường giao thông bạn nào chưa chia sẻ thì nhanh tay chia sẻ nha. Không chia sẻ livestream là sẽ không được chơi mini game. Và sẽ khi mà các bạn comment và Huyền lướt trúng mà mọi người không chia sẻ là cũng không có được nhận quà nha. Con đường giao thông nha mọi người. Con đường giao thông 1 phút đang dần trôi qua rồi mọi người. 27, 28 rồi. Con đường giao thông những tình yêu ơi. Con đường giao thông ạ. Con đường giao thông bạn nào chưa chia sẻ livestream về trang cá nhân thì nhanh tay chia sẻ nè. Chỉ còn có mấy giây nữa thôi. Con đường giao thông những tình yêu. Con lươn là không có đúng rồi nha. Con đường giao thông nha các tình yêu ơi. Bây giờ mọi người cứ comment là con đường giao thông để em lướt comment nha. Mọi người comment cho Huyền là con đường giao thông để Huyền lướt comment nha.
Rồi gần hết giờ rồi mọi người, bạn nào chia sẻ livestream thì nhanh tay share livestream này. À bạn vô tình ơi, ok vô tình nhắn tin cho bên, nhắn tin trực tiếp vào fanpage sẽ có người check tin nhắn cho bạn nha. Sẽ có nhân viên check tin nhắn nha con, đừng giao thông. Rồi ok, hết 1 phút. Em cho 1 phút nữa nghe, tại vì Huy sẽ cho mọi người thêm 1 phút nữa nha, bởi vì ít người comment quá rồi, bắt đầu tiếp. Mọi người đừng comment gì chơi nữa, mọi người comment là con đường giao thông thôi. Mọi người chỉ comment dòng chữ đó là con đường giao thông, đừng comment dòng chữ nào nữa hết nha, con đường giao thông nha mọi người. Comment con đường giao thông và chia sẻ livestream, chia sẻ livestream về trang cá nhân nha mọi người. Cảm ơn bạn Liên Mai nè. Con đường giao thông nha các tình yêu ơi. Con đường giao thông nha. Chỉ comment đúng chữ con đường giao thông và share livestream về trang cá nhân để chế độ công khai để được nhận quà nha. Bạn nào mà tí Huyền lướt chúng nhưng mà không chia sẻ là cũng không có được nhận quà nha các tình yêu. Rồi bây giờ mình sẽ lướt comment nha. Nè, bạn nào chưa chia sẻ thì chia sẻ đi nha. 5 4 3 2 1. Anh Hoàng. Đây nha mọi người, người Huyền comment lướt chúng đó là bạn anh Hoàng nha. Hệ thống kiểm tra cho Huyền. Anh Hoàng. Anh Hoàng hả? Ừ. Avatar mặc áo màu vàng, hai người. À. Kiểm tra hệ thống kiểm tra giùm em, bạn Anh Hoàng lại chia sẻ livestream trước khi Huyền công bố kết quả chưa nha. Rồi, bây giờ Huyền bắt đầu bán hàng nha tình ơi. Bây giờ Huyền bắt đầu bán hàng nha. Bây giờ Huyền sẽ bắt đầu bán hàng. Tất tiền họ mang lên không hết đi. Đắk Lắk đây em ơi, chào anh Ngô Bắp nha. Rồi mọi người, bây giờ Huyền bắt đầu bán hàng cho mọi người này. Mẫu kính đầu tiên Huyền lên cho mọi người đó là mẫu kính mà Huyền đã tặng cho các bạn. Mẫu kính này có giá là 350.000 một chiếc. Có hai màu là màu đen và màu rêu. Màu đen và màu rêu đây là kính Gucci. Đây là kính Gucci nha mọi người. Huyền sẽ mang lên cho mọi người xem. Màu đen là Huyền đang mang trên đầu và màu rêu là Huyền đang mang trên mắt. Hai chiếc kính này là kính Gucci nha mọi người. Mã của chiếc kính này là 318. Ok vô tình, có gì bạn nhắn tin cho bên hệ thống bên Huyền nha. Nhìn em anh phê quá, em cảm ơn anh Hoàng Đạt nha. Hello mọi người trong livestream nào. Đây, mẫu kính này là mẫu kính Gucci. Kính này có giá là 350.000. Trong kính là trong kính thủy tinh hữu cơ nha mọi người. Chống trời, chống xước, chống vỡ cho mọi người luôn. Và cái phần cầu kính là hai cầu kính ngang. Thiết kế của chiếc kính cực kỳ là đơn giản nhưng cực kỳ là xinh luôn. Ở phần gọc kính là bằng kim loại. Kết hợp đó là có hình con ong là biểu tượng của chiếc kính này. Anh Đáng ơi, anh Đáng comment cho Huyền là 318 cộng số điện thoại nha. 318 cộng số điện thoại. Mẫu kính này có hai màu. Hai màu là màu đen và màu rêu. Màu đen thì cực kỳ là sang, còn màu rêu thì cực kỳ là lộc, lạ và độc. Nhưng mọi người, riêng màu này thì cực kỳ là lạ và độc luôn. Nam đeo được, nữ cũng rêu được nha mọi người. Huyền sẽ test TOV cho test TOV cho mọi người nha. Huyền đang đau hỏng mọi người, chị nghe nha. Huyền nói từ từ thôi. Rồi bây giờ Huyền sẽ test chống TOV cho mọi người này. Huyền ơi bị đau họng nên là mọi người chú ý nghe và chốt đơn dùm Huyền. Huyền chỉ nói một vài lần thôi, nói nhiều chứ khàn giọng luôn. Đây nha mọi người, chống TOV chuẩn 400 nha mọi người. Đây là em chào chị Túc Túc nha. Đây, chào chị Túc nè. Rồi mẫu kính này là chống TOV chuẩn 400 nên là bạn nào mà hay đi nắng đi bụi thì mọi người nên mua cho mình một chiếc kính chống TOV chuẩn 400 như thế này để chúng ta có thể bảo vệ mắt tốt nhất cho mọi người, chống bụi, chống bẩn, chống bụi, chống nắng, chống TOV và đặc biệt là nó là kính thời trang, có khả năng selfie cực kỳ là tốt luôn. Huyền sẽ mang lên lại cho mọi người xem này. Mã của chiếc kính này là 318 350.000. Xây livestream về trang cá nhân để chế độ công khai và chốt đơn cho Huyền là 318 nha. 318 350.000 xây cho 10 người đầu tiên. Xây cho 10 người đầu tiên. Cầm ban cho Huyền mã 1318 cộng số điện thoại. Xây livestream về trang cá nhân giảm 50%, chỉ còn 180.000 một chiếc. 180.000 một chiếc kính Gucci này nha mọi người. Full hộp full can bảo hành 3 tháng. Khi mọi người mua kính bên Eli, mọi người sẽ được tặng kèm một chiếc hộp như thế này, cực kỳ là xinh luôn. Một chiếc hộp như thế này và khăn nha. Tặng kèm hộp và khăn. Mọi người mua hàng sẽ được kiểm tra hàng rồi mới thanh toán tiền. Kiểm tra hàng rồi mới thanh toán tiền. Giao hàng toàn quốc, mọi người ở ngoài tỉnh á thì là phí ship 30.000, còn nếu như ở trong thành phố Hồ Chí Minh là 20.000 nha các tình yêu. Mọi người comment cho Huyền mã của chiếc kính này là 318 cộng số điện thoại. 350.000 xe la chỉ còn 180 một chiếc.
180.000 một chiếc cho 10 người đầu tiên chốt đơn với mã là 318. 318 chốt đơn, chỉ 10 người sẽ livestream về trang cá nhân. Đầu tiên thì mọi người, 10 người đầu tiên ạ. Mọi người comment cho Huyền mã là 318, 318 cộng số điện thoại nha. 318 cộng số điện thoại 350.000, sẽ live chỉ còn 150.000 một chiếc thôi mọi người. Cực kỳ là xinh, cực kỳ là xịn luôn. Huyền mang lên cho mọi người xem nào. Riêng về màu đen này thì cực kỳ là bảnh, cực kỳ là sang luôn. Kính đây rồi, có vỡ, có vô mắt không em, là sao anh Khôi ơi? Huyền không hiểu nè. Anh nói lại. Anh nói lại cho Huyền với, anh viết dấu rõ ràng cho Huyền với nhá. Huyền đọc không có ra. Rồi mọi người nhìn chiếc kính này nha. Kính này là trồng bolero, chống chảy, chống sức, chống vỡ và chống tia UV chuẩn 400, bảo vệ mắt khỏi ánh nắng mặt trời, khỏi bụi bẩn và tất cả những cái ánh nắng ở ngoài mặt trời. Khi mà mọi người mà đeo không mang kính ra ánh nắng thì mắt của chúng ta sẽ bị mỏi và ảnh hưởng tới mắt, mắt của chúng ta sẽ yếu dần đi. Nhưng khi mà mọi người mua một chiếc kính có khả năng chống tia UV chuẩn 400 như chiếc kính Gucci này, giá của nó thì cực kỳ là ok. Kính này là kính Gucci nha mọi người, có dòng chữ Gucci ở đây và biểu tượng con ong ở phần gọng kính. Gọng kính thì kết hợp một phần nhựa ở phần đuôi gọng kính, khi mà chúng ta mang lên sẽ gây không gây cảm giác đau tai mà rất là êm luôn. Kính đó rơi có vướng mắt không? Là sao ta? Không có bị gơ bể không? Không. À không nha anh Vô, không nha Vô Tình ơi. Đối với mẫu kính 318 này thì nó có khả năng chống chảy, chống sức và chống vỡ luôn nha. Chống chảy, chống sức, chống vỡ này, chống tia UV. Ok bạn Hà Chi nha. Kính này thì có hai màu nha mọi người, hai màu đó. À không anh Khôi ơi, không nha anh Khôi ơi. Một kính này Huyền chỉ chốt cho 10 người đầu tiên thôi. 10 người đầu tiên chốt cho Huyền mã của chiếc kính Gucci này là 318, màu rêu hoặc là màu đen, 350.000, xây lai chỉ còn 180 cho 10 người đầu tiên xây lai chim về trang cá nhân và chốt đơn với mã là 318 nhé tình yêu. Mọi người sau 10 người, nếu như sau 10 người mọi người không chốt đơn là Huyền sẽ không chốt với giá là 180 nữa. Mọi người chốt trong tin nhắn sẽ mua với giá là 350.000 nha. Giá bao nhiêu sành? Anh Minh Phạm ơi, chiếc kính này là 350.000, xây lai chỉ còn 180 nha. Em cảm ơn anh Thuần nè. Bây giờ là 12:07, ship em 10 cái. Ok Queen nha, Queen cho Huyền mã cầu số gửi để Huyền chốt đơn cho Queen nha. Kính to quá, kính nào hả anh Y Nam? Nhiều sữa hả? Em chưa có con đâu. Nên là không có sữa đâu nè. Bây giờ là 12. Đẹp dã man, cảm ơn bạn My Khởi nha. Giá nó bao nhiêu chị Duy Thành ơi? Cái này là 350.000, xây lai chỉ còn 180 em nhá. Được full hộp, full can, tặng kèm hộp và can và bảo hành 3 tháng cho em. Nên là em lấy chiếc này đi, 350.000, xây lai chỉ còn 180. Có hai màu là màu đen và màu rêu. Kính này là kính Gucci nha, có biểu tượng Gucci và dòng chữ Gucci ở trên mặt kính. Trong kính là trồng bộ, trong kính là trồng thủy tinh hữu cơ, chống chảy, chống sức và chống vỡ luôn. Khi mọi người mua kính sẽ được tặng kèm một chiếc hộp dễ thương như thế này và tặng kèm khăn bảo hành 3 tháng cho mọi người, giao hoàn toàn quốc nha. Phí ship là ở trong thành phố Hồ Chí Minh 20.000, còn ở ngoài tỉnh là 30.000 nha các tình yêu ơi. Nếu như mà em là nam thì em nên lấy cho mình màu đen này nha Thành ơi, cực kỳ là đẹp, chị cam kết luôn, chị đeo lên cho em xem ha. Đây nè, đó chỉ 10 người đầu tiên thôi nha mọi người. 10 người đầu tiên chốt đơn cho Huyền mã 318 cộng số lại 350.000, xe lai chỉ còn 180. Tiếc quá, sao với Thảo Nguyên ơi, 350.000 xây live chỉ còn 180 nhớ tình yêu. 350.000 xây live stream về trang cá nhân để chế độ công khai. Chỉ 10 người đầu tiên chốt đơn cho Huyền mã của chiếc kính Gucci này là 318 cộng số điện thoại 350.000 xây live chỉ còn 180 thôi nha. 350 xây live chỉ còn 180 cho 10 người đầu tiên chốt đơn nha các tình yêu. Gucci này bây giờ là 12:09 rồi, Huyền chỉ chốt đơn trong vòng 5 phút cho mẫu kính này, là Huyền sẽ qua mẫu khác. Khi Huyền qua mẫu khác thì mọi người chốt kính trẻ với giá là 350 nha. 350.000 xây lai chỉ còn 180 cho một kính Gucci này. Đối với màu rêu, màu rêu thì nó đẹp theo cái kiểu đó là trẻ trung và năng động, và kiểu màu rêu thì nó rất là lạ đúng không? Rất là lạ, nó kết hợp với màu vàng. Màu khác đi rồi ok anh Tôn Long Niệm nha. Nó còn kết hợp thêm màu vàng như thế này nữa. Gọng kính của nó ở chút nữa hay xong món này lên kính khác nha. Gọng kính của nó thì cực kỳ là đẹp luôn. Gọng kính là gọng kính kim loại và rất là nhỏ mạnh nha.
mang lên thì không gây cảm giác thô mà rất là đẹp luôn ha. Rồi bây giờ mọi người bạn nào chốt 318 thì comment cho Huyền là 318 con số này để Huyền lên một kính khác. Bây giờ Huyền lên một kính khác nha. Bây giờ Huyền lên một kính khác nha mọi người. Một kính bây giờ Huyền lên là đúng là một siêu phẩm bên shop Huyền luôn. Một kính này thì bán cực kỳ là chạy. Về thêm nè. Một kính mà bên kính nữ đi. Đấy một tí bây giờ em sẽ lên một dòng kính này nam nữ đều mang được. Đây là kính gấp nha các tình yêu ơi. Kính gấp này Huyền mới về hàng thêm chỉ có 10 chiếc thôi. Chỉ có 10 chiếc, đây là kính Ray-Ban. Mấy màu này? Có một màu trà. Kính này mới về chỉ có một màu trà thôi, cực kỳ là đẹp. Đây mọi người nhìn nha, kính này có thể gấp lại như thế này và bỏ vào trong túi da, cực kỳ là dễ thương luôn. Đây, chiếc kính này có giá. Đúng rồi nha anh Đỗ Tuấn ơi. Đúng rồi anh Tuấn ơi, chiếc kính gấp này có giá là 500. 500 nhưng để chào hàng với mọi người, Huyền sẽ sale cho mọi người 50% cho 10 bạn đầu tiên chốt đơn cho Huyền là kính gấp cộng số điện thoại. Kính gấp cộng số điện thoại nha mọi người. Đây mọi người nhìn thấy không ạ? Có thể bẻ gập lại như thế này. Mặt trong kính là trong kính thủy tinh. Cái này là thủy tinh. Chị em giống nhau vậy, đúng rồi anh Đỗ Tuấn. Anh Đỗ Tuấn có kính chưa? Chưa có kính thì mua kính ủng hộ cho Huyền nha. Kính gấp này là hãng Ray-Ban nha các tình yêu. Kính này là hãng Ray-Ban. Nam đeo được, nữ đeo được, có một màu duy nhất là màu trà. Màu trà nha tình yêu. Nhìn này cực kỳ là sang, cực kỳ là đẹp luôn. Có dòng chữ Ray-Ban và biểu tượng Ray-Ban ở đây. Kết hợp giữa màu trà và màu vàng nha. Rất là đẹp, rất là sang luôn. Ship đi tỉnh thì khoảng là 3 đến 4 ngày nhận được nha. Còn nếu như mà ship ở trong Hồ Chí Minh thì 1 đến 2 ngày. Lên kính vuông nữ đi chị. Đợi chị một tí nha Thủy Tiên ơi. Để chị giới thiệu qua cái mẫu Ray-Ban này đã. Riêng về hộp của Ray-Ban là hộp như thế này. Kính gấp cho mọi người cực kỳ là tiện lợi luôn. Chúng ta có thể bỏ nhỏ như thế này, bỏ vào trong túi áo cũng được. Đây ha, chúng ta có thể gập lại nhỏ như thế này. Một chiếc kính mà nó nhỏ và gọn như thế này cực kỳ là sang luôn. 500 ngàn Huyền chốt cho 10 người đầu tiên. 500 ngàn Huyền chốt cho 10 người đầu tiên. Sale stream về trang cá nhân. Chốt mã với giá là 250 ngàn một chiếc. 250 ngàn một chiếc. Thương quá nó nhiều gan cả họng rồi. Mà không thấy anh Hi Nam mua kính ủng hộ gì cho Huyền hết trơn. Túc bưởi Huyền cam. Sao lại so sánh như vậy ta? Túc bưởi Huyền cam. Mọi người chốt đơn cho Huyền với dòng Ray-Ban này. Dòng Ray-Ban này là 500 ngàn. Sale chỉ còn 250 ngàn nha mọi người. Kính gấp này cực kỳ là tiện luôn. Nam đeo được, nữ cũng đeo được. Em đi làm bảo kê đi. Là sao anh Đình Khôi ơi? Đi làm bảo kê là sao anh ơi? Anh Khôi có kính chưa? Chưa có kính thì mua một chiếc kính ủng hộ cho Huyền nha. Riêng một dòng Ray-Ban này là dòng kính bên Huyền bán cực kỳ là chạy luôn. Và đây là một dòng siêu phẩm bên Huyền. Hết hàng mấy ngày nay, bây giờ mới về lại được có 10 chiếc thôi. Bây giờ mới về lại được có 10 chiếc Ray-Ban này thôi nha mọi người. Nên là bạn nào muốn mua chiếc kính Ray-Ban này thì nhanh tay comment cho Huyền mã là kính gấp. Kính gấp cộng số lên là 500 ngàn. Xây lai chỉ còn 250 nha. 500 ngàn xây lai chỉ còn 250. Quá đi, nóc nổi luôn. Mà ngoài cho em chơi. Rồi, mọi người bây giờ mình sẽ lên một dòng kính nữ nha. Bây giờ mình sẽ lên kính nữ này. Kính vuông nữ đúng không? Kính vuông nữ là kính nào anh? Cái này hả? Kính vuông. À. Nên cái kính vô xì cũng được, cái kính vô xì hôm qua em tặng ấy nhớ không? Nhập ra cái gì vậy? Rồi, bây giờ Huyền sẽ lên một dòng. Anh thích mua kính bên dưới em bán không? Không nha anh Đạt ơi. Bây giờ chị sẽ lên kính vuông. Kính vuông nữ kính vô xì này có giá là 350 ngàn. Xây livestream về trang cá nhân Huyền sẽ giảm 50% cho các bạn. Đó là 350 ngàn xây live chỉ còn 180. 350 ngàn xây live về trang cá nhân còn 180 ngàn một chiếc. Cái gì vậy anh Nguyễn Văn Đức ơi? Có thấy comment của anh Đức đâu mà trả lời mà anh Đức chửi ai vậy? Hay để anh coi. Em đâu có thấy comment đâu. Anh chuẩn bị ẩn. Bị ẩn á? Nhưng mà nói chuyện kiểu vậy là không thích rồi, không bạn. Chị lắp đi. Lắp được không? Để lắp cho. Nhìn cái mặt hảo quá. Cảm ơn bạn Đoàn Lan Anh nha.
người kem đẹp quá, em cảm ơn Đào núi nhá. Rồi mọi người ơi, đây là một mẫu kính nữ nha mọi người, kính Gucci. Kính Gucci nha mọi người, màu đen, cực kỳ là xinh, cực kỳ là năng động, cực kỳ là trẻ trung luôn. Đối với dòng kính mặt vuông như thế này thì đây là dòng kính nữ nhưng mà nam vẫn mang được, nhưng mà sẽ phù hợp cho nữ hơn. Đây là dòng kính Gucci, có dòng chữ Gucci ở đây nè. Đó, khi mọi người mua hàng sẽ được tặng kèm một chiếc hộp và khăn, được bảo hành 3 tháng, bên Huyền sẽ giao hàng tận nơi, ship hàng toàn quốc cho mọi người, được kiểm tra hàng rồi mới thanh toán tiền nha. Phần gọng kính là gọng kính như thế này, cực kỳ là thời trang luôn. Khi nào Huyền mới lấy chồng đây? Lâu lắm anh Y Nam ơi. Huyền đang còn trẻ mà lấy chồng cái gì? Đây nha mọi người nhìn thấy không ạ? Cực kỳ là đẹp, cực kỳ là sang luôn. Đối với gọng kính này đi biển thì cực kỳ là đẹp luôn. Đối với đi biển á, thì Huyền phải nói là xinh nhất đất luôn nha các bạn. Cái này mà mang vào thì cực kỳ là cá tính, cực kỳ là trẻ trung. Đối với những dòng kính vuông như thế này, trông cực kỳ là trẻ trung và năng động luôn nha. Thả tim nha Thư Trực Tuyến ơi. Mã của chiếc kính này là 5006. 5006 350.000, xây lai chỉ còn 180. 350.000, xây lai chỉ còn 180.000 nha các tình yêu. Mọi người chốt đơn cho Huyền trong vòng 5 phút với mã của chiếc kính này. Mọi người chốt đơn cho Huyền trong vòng 5 phút thôi nha. 350.000 xây lai chỉ còn 150. 350 xây lai chỉ còn 180 chứ. 5006 mọi người chốt đơn cho Huyền là 5006 cộng số điện thoại nha. 5006 cộng số là 350.000 xây lai chỉ còn 180. Mọi người chốt đơn cho Huyền với dòng kính Gucci này nha. Hàng tốt không sót, hân Huyền ơi, đảm bảo với mọi người kính bên Huyền là kính những dòng kính cao cấp nhất, có khả năng chống dày, chống sức, chống chuẩn tia UV chuẩn 400 luôn hả? Và bên shop Huyền sẽ cho mọi người kiểm tra hàng trước khi thanh toán nha, được kiểm tra hàng trước khi thanh toán nên là mọi người yên tâm nhá. Em ơi, à anh Tâm Tiger ơi, Huyền xăm tên của Huyền nè, anh Tâm có kính chưa? Chưa có kính thì mua cho mình một chiếc kính nha. Bây giờ mọi người nếu như mà ai thích chiếc kính Gucci hồi nãy Huyền mang, thì Huyền sẽ mang lên đầu cho mọi người xem nè. Thì mọi người sẽ cầm băng cho Huyền bảo con chiếc kính là 5006. 5006 nha. Rồi bây giờ Huyền sẽ lên một mẫu kính nam và nữ đều mang được. Đó là kính Lacoste. Dòng Lacoste này thì đúng là dòng bán chạy nhất bên Huyền luôn. 300.000 nha mọi người, xây lai chỉ còn 149. Sale sập sàn cho mọi người đối với dòng Lacoste này. Dòng Lacoste màu tràm này thì đi ngày đi đêm đều được nha mọi người. Đi ngày đi đêm đều được. Trong là trong thủy tinh hữu cơ. Ở phần trong kính có dòng, có biểu tượng con cá sấu và gọng kính của nó là bằng kim loại như thế này, có dòng chữ Lacoste nha mọi người, rất là xinh luôn. Dòng này là dòng bán chạy nhất bên Huyền, có hai màu là màu đen và màu trà. Màu trà là đi ngày đi đêm đều được nha mọi người, chống tia UV chuẩn 400 luôn. Huyền sẽ test chống tia UV chuẩn 400 cho mọi người nào. Đây ha, chống tia UV chuẩn 400 nên nó có khả năng bảo vệ mắt cực kỳ là tốt luôn, khỏi ánh nắng mặt trời, khỏi tia UV nha mọi người. Đây là mắt của chúng ta sẽ chống được cái khả năng, chống được cái yếu tố đó là ánh nắng và tia UV, làm cho mắt không có bị mỏi khi chúng ta tiếp xúc với ánh nắng mặt trời nhá. Dạng thủy tinh hữu cơ, à là trong thủy tinh hữu cơ nha bạn Sơn Ca ơi, trong thủy tinh hữu cơ nha. Cái này có hai màu, màu đen và màu trà. Đen thì sang trọng, còn trà thì trẻ trung. Đó, màu đen thì cực kỳ là sang luôn. Nam đeo được, nữ đeo được. Trong kính của nó thì vừa phải nha mọi người, không quá to nên là khi mà chúng ta mang lên mặt nhìn rất là gọn luôn. Còn phần gọng kính của cái màu trà này là kết hợp màu trà với màu đen nha. Đó, màu vàng với màu đen là bằng kim loại nha mọi người. Riêng về cái màu trà này là đi ngày đi đêm đều được nha. Đi ngày đi đêm gì cũng được nè. Mọi người nhìn nhá, khi mà Huyền mang màu trà lên rất là xinh đúng không ạ? Rất là xinh luôn, mà nó có cái màu trà thì nó là đẹp theo cái vẻ nó là trẻ trung nha. Thì nó mang cái phong cách là trẻ trung. Còn màu đen thì nó lại là phong cách là sang trọng, quý phái. Nam đeo được, nữ cũng đeo được nha. Nam đeo màu đen thì đẹp hơn, còn nữ đeo màu trà thì có gây cảm giác là nữ tính hơn nhá. Em ở Phú Nhuận nhá, em ở Phú Nhuận nha anh Nam ơi. Mọi người bạn nào mà chưa có kính thì nhanh tay ring về cho mình một em. Không mua kính ngay ly là cực kỳ là tiếc, cực sau này là sẽ hối hận đấy nha. Bởi vì ngày hôm nay Huyền sale sập sàn cho mọi người, sale sập sàn cho mọi người luôn. Mọi người mà không mua kính là mọi người sẽ tiếc lắm đó. Bởi vì bình thường là Huyền bán kính vuông đen em đeo là nam hay nữ. Anh Mạnh Dũng ơi, kính này là kính nam hay nữ đều đeo được, dòng này là dòng cả nam và nữ nha.
dòng này dòng cả nam và nữ luôn nha anh Mạnh Dũng ơi. Anh Mạnh Dũng lấy cái này đi, nó có khả năng chống chày, chống sức và cực kỳ là nó có khả năng chống vỡ rất là cao. Rơi va chạm là nó không có vỡ đâu ạ. Cảm ơn là Tuyết Mai nha. Cái này mã của nó là 5006 nha anh Dũng ơi. Phiền cam kết luôn, mẫu kính này là kính cực kỳ là đẹp và cực kỳ là xịn luôn. Dòng kính Gucci là những dòng kính kính này là 180 nha anh Dũng ơi, 180, dòng này là nam nữ đều đeo được. Kính này thì cực kỳ là trẻ trung luôn. Mẫu kính tròng vuông này thì nó rất là trẻ trung nha. Anh lấy cái này thì cảm ơn cho Huyền là 5006 cầu số ngoài nhá. 300.000 xe la chỉ còn 180. Em cảm ơn chị Nguyễn My nha. Cảm ơn chị Nguyễn My nhiều. Anh Dũng ơi, anh Dũng lấy cái này thì anh Dũng cầm bên trang Huyền là 5006 nha. 350.000 xây la chỉ còn 180 nè. Riêng của dòng này thì đẹp hết nấc luôn. Khi mua hàng bên Huyền anh sẽ được tặng. Cái này là nhiều hết à? Không anh nhá, cái này là chỉ có phần gọng là nhiều thôi. Nhưng mà là nhựa cứng nha. Nhựa cứng nha mọi người, còn trồng là trồng thủy tinh hữu cơ nha. Không phải là trồng nhựa đâu. Anh Đỗ Khang là cái này đi, bao đẹp luôn nha mọi người. Mặt anh hơi to sợ không đẹp. Chồng này là chồng to mà nên anh mang cái này không có sợ đâu ạ. Chồng này là chồng to. Thấy kiệt sức rồi đó. Ok anh like thêm một xíu nữa. Nên là mọi người chốt đơn cho Huyền đi. Mọi người chốt đơn cho Huyền đi rồi Huyền ở livestream. Nãy giờ chưa có bán được nên là không có dám ở livestream nha mọi người. Cái này nếu như mà anh thích qua mẫu này. Nếu như anh thích mẫu này thì mẫu này là 149 này. Mẫu này là mẫu Lacoste. Dòng này là dòng Lacoste, tròng thủy tinh hữu cơ. Cái này cũng là tròng thủy tinh hữu cơ nhưng mà gọng là gọng nhựa cứng nha. Cái này là 350.000 xe la chỉ còn 180 nha. Anh Dũng lấy cái này đi, cực kỳ là đẹp luôn anh Dũng. Cái này Huyền cam kết luôn. Anh sẽ được kiểm tra hàng rồi mới thanh toán tiền. Và khi mua Huyền sẽ tặng kèm cho anh một chiếc hộp và khăn như thế này. Tặng kèm hộp và khăn cho mọi người nha. Cảm ơn là Chi Chi nhiều nè. Cảm ơn là Chi Chi nha. Vì người đẹp anh em mua nhiều vào đi mà chưa có thấy ai mua hết trơn á. Em bán cặp kính dưới không không nha anh ơi. Thì chỉ bán kính thời trang thôi chứ kính ở dưới không có bán. Rồi mọi người chốt đơn cho Huyền của mẫu kính này là kính Gucci nha. Kính Gucci này nha mọi người. 350.000 xây la chỉ còn 180. 350.000 xây la chỉ còn 180 cho mẫu kính Gucci cực kỳ là đẹp, cực kỳ là xịn này nha mọi người. Ở đây, ở phần gọng kính sẽ có dòng chữ Gucci này các tình yêu. Ở phần gọng kính sẽ có dòng chữ Gucci. Và ở mặt kính cũng có chữ Gucci luôn. Qua mẫu đi chị. Bây giờ Huyền sẽ lên một mẫu kính nữ cực kỳ là hot luôn nè. Anh nào muốn mua kính tặng cho người yêu, cho vợ của mình thì nên chọn mẫu kính này nha, cực kỳ là sang luôn. Ok, cảm ơn bạn Thúy Cần luôn nha. Mẫu này là mẫu kính nữ nha mọi người, 350.000. Size sẽ được giảm 50%, chỉ còn 180.000 một chiếc. Cái này là màu khói nha. Màu khói nha mọi người. Rất là đẹp, rất là thời trang luôn. Đề nghị lần sau like không được mặc như vậy. Ủa, em thích mặc gì thì kể em cho anh Tống Giang. Không được hả? Mình có thì mình khoe, mà người ta thường nói đẹp thì khoe, xấu thì mình che. Mua 3 sản phẩm thì Huyền sẽ free ship nha. 3 sản phẩm và hóa đơn trên 500.000 sẽ được free ship nha Thùy Lê ơi. Rồi, dòng kính này là dòng kính á. Mã và chiếc kính này là 6851, màu khói nha. Anh đau mắt hả? Lên ngó víu đau mắt quá. Sao ơi, nay like mấy giờ thế? Nãy giờ em like, hình như là lúc đó là em like là 11:40 sao? Với chiều nay là ca 2:30 nha. Ca này buồn quá, không ai comment, không ai mua hàng ủng hộ cho Huyền hết trơn. Nói nãy giờ là khàn cả giọng luôn, giống là không nói ra tiếng nữa, thở như là con bò vậy á.
Em đeo kính nào mà chả đẹp. Mà chưa thấy Thanh Lê Ngọc mua kính ủng hộ cho Huyền nè. Rồi kính này là kính nữ nha. Cảm ơn là Quỳnh Gia Vy nè. Cảm ơn Quỳnh Gia Vy nhiều nha. Nhớ ủng hộ shop dài dài nha Quỳnh ơi. Huyền sẽ lên một mẫu kính nam, gọi là kính siêu VIP bên Huyền nha. Kính này là kính siêu xịn luôn. Dòng này là dòng bán chạy nhất, dòng bán cực kỳ là chạy bên Huyền, đó là 8503. 8503 nha mọi người, dòng này. Rồi ok, Huyền chốt cho Thủy Tiên một cái 6851 nha. Còn bạn nào chốt cái 6851 này được không? Hàng đẹp quá em. Em mua hẳn 4 cái rồi mà vẫn muốn đặt. Cảm ơn bạn Như Ý nha. Có kính nặng. Có nhanh chí phèo ơi. Mã này là 6851 này, bạn nào chốt nữa thì mọi người chốt cho Huyền nha. 350.000 xe la chỉ còn 180. Mẫu này có là màu khói nha mọi người. Có màu khói nha. Bây giờ Huyền sẽ lên kính nam nha chí phèo ơi. Chị Túc Túc à, mấy nay bận nên là không có like nè. Có kính nào màu xanh không sóc? Có màu xanh đeo nha Linh ơi. Có kính màu xanh đeo. Tặng nhau đi, cái này là kính Huyền bán, không có tặng nha chí phèo ơi. Mọi người khi mua ba mua hóa đơn trên 500 ngàn mình sẽ free ship cho. Sao bữa em mua mà không có mẫu thử kính vậy chị? Là sao ta? Là sao chị không hiểu? Ông thư phổi mới chịu chứ. Ok bạn Tuyết Huệ nha. Rồi bây giờ Huyền sẽ lên một siêu phẩm bên Huyền, đó là dòng 8503. Dòng này có giá là 700.000. Dòng kính thể thao nhé tình yêu. Dòng này là dòng kính thể thao. Và đặc biệt nó có thiết kế của nó cực kỳ là đẹp luôn. Nó khác với những dòng kính khác. Đó, mọi người có thể nhìn những dòng kính này và dòng kính Watcher, nó hoàn toàn khác nhau nha. Hàng Watcher. Đúng rồi, hàng chị đang cầm á. Cái này hả em? Kính bất trơn này có giá là 700.000, xây lai chỉ còn 350. Mọi người nhìn thiết kế của chiếc kính này, mày phần gọc kính nó có thể là bẻ ra bẻ vào như thế này luôn. Bẻ ra bẻ vào như thế này luôn nè. Và trong phần trong kính là ở phía trong được tráng một lớp nano chống trầy, chống sức cho mọi người. Trong kính là trong kính bolero, chống vỡ cho mọi người nha. Chống trầy, chống sức, chống vỡ luôn. Ở phần này là có dòng chiếc bất trơn, là dòng kính thể thao. Đây nhau Vua Hoàng ơi, em mua chiếc kính này đi, 350.000 cho bạn nào xây livestream về trang cá nhân. Gửi về Đà Nẵng là khoảng 3 ngày là em nhận được hàng nha anh Nhiên ơi. Dòng này và dòng... đây là dòng cao cấp bên chị nha em, đây là dòng cao cấp bên chị nè. Còn có một dòng 450 nữa. Dòng 450 đâu ra? Riêng với dòng này là Huyền cam kết với mọi người luôn. Mua rồi à, là sao? Mua cái này đi em, cái này cực kỳ là đẹp luôn. Mẫu nào hot nhất 258 thấy shop. Mẫu nào hot nhất hả? Riêng với dòng Watcher này là dòng cực kỳ là hot bên Huyền này. Hộp của nó là hộp Watcher, là hộp này nha mọi người. Mọi người nhìn thấy hộp là mọi người đã biết là nó sang chảnh và sang chảnh như thế nào và đẳng cấp như thế nào rồi. Đây, hộp của Watcher là hộp này nha mọi người. 700.000. Xây like về trang cá nhân giảm 50%. Kính này là bên Huyền chỉ còn có 5 cái cuối cùng thôi nè. Dòng này là chỉ còn có 5 cái thôi, dòng Watcher nha. Mặt tròn hợp với kính nào? Mặt bạn tròn là bạn là nữ hả? Bạn là nữ thì bạn nên mua kính này này bạn. Dòng này là dòng cực kỳ là xinh luôn. Đây, dòng này thì kính này là giống như là kính Hàn Quốc vậy đó. Giống như là Hàn Quốc vậy đó, mọi người mang lên cực kỳ là xinh luôn nha. Màu này là màu khói, cực kỳ là đẹp luôn. Kính này có giá là 180.000 cho bạn nào xem livestream nha. Mã của chiếc kính nữ này là 6851. 6851 nha các tình yêu. 6851, trong này là trong bộ. Trong này là trong thủy tinh hữu cơ nha. Ok bạn Dương Thủy nè. Dương Thủy nhớ ủng hộ shop thêm nha. Rẻ vậy. Mua một cái đi anh Đỗ Tuấn ơi. Anh Đỗ Tuấn mua cái 8503 này đi, cực kỳ là đẹp, dòng bút chơi này 700.000. Xây chỉ còn 350 nè. Anh nhìn thấy không? Cái phần gọc kính có thể bẻ ra bẻ vào như thế này. Mà phần kính này là bên Huyền chỉ còn có mấy cái thôi. Đó. Anh muốn mua lắm em. Vậy ra không mua?
Mua cái 8503 này đi, cực kỳ là đẹp luôn. Tròng này là tròng bolero, hộp như này là không ở Việt Nam. Buồn quá vậy. Cái phần hộp kính của nó là hộp như thế này nha. Hộp của nó là hộp như thế này, nhìn cực kỳ là đẳng cấp luôn đúng không mọi người? Mọi người sẽ được bảo hành 3 tháng mua hàng, sẽ được kiểm tra rồi mới thanh toán tiền. Có giấy, có phiếu bảo hành cho mọi người nè. Có phiếu và có giấy bảo hành. Cái này là huyền chịu rồi anh Đỗ Tấn ơi. Anh huyền chịu mất rồi. Mọi người sẽ được tặng kèm phiếu bảo hành. Phiếu bảo hành và đây, cái này là phiếu bảo hành cho mọi người nè. Hộp của nó là hộp voucher như thế này. Em không có bán bưởi nha. Rồi, mọi người bạn nào chốt 8503 thì chốt cho Huyền là 8503 cộng số này 350.000 một chiếc nha. Sao sắp like một tiếng em không xem được. À, ngày hôm nay like chỉ có 10 phút mà. Anh Jory, em muốn mua kính như thế nào em ơi? Nhìn cái nào cũng đẹp. Lê Nhi lấy cái này đi, lấy cái này về tặng cho chồng, cho người yêu của mình nè. Cái này là Huyền cam kết với mọi người luôn, không đẹp Huyền không lấy tiền. Mọi người sẽ được kiểm tra hàng rồi mới thanh toán tiền nha. Tặng cho chồng, cho người yêu thì nên lấy dòng cao cấp này nha mọi người. Dòng cao cấp này nha, dòng voucher là dòng kính thể thao. Dòng này là dòng kính thể thao nên nó rất là đẳng cấp và rất là xịn luôn. Nó cái này mọi người mang 3 4 năm vẫn chưa có hư luôn. 3 4 5 vẫn chưa có hư, vẫn dùng được tốt nha. Nó là chống tiêu UV chuẩn 400 luôn nha. Đây, mình test thử cho mọi người xem này. Chống tiêu UV chuẩn 400 nha tình yêu. Cái này là chống tiêu UV chuẩn 400 luôn nha. Sắp tới sinh nhật rồi, sắp tư vấn cho mình chọn mẫu nào đẹp với. À, bạn mua kính nam hay kính nữ bạn ơi? À, muốn mua kính nam, kính nữ. Đi biển đeo kính như thế nào hợp với sắp? À, nếu như đi biển thì em nên mang dòng này. Dòng này, nếu như là nữ thì mang dòng này. Hoặc là dòng kính vuông này em nhé. Bao nhiêu tiền vậy em? Anh Mạnh Duy ơi, chiếc kính cao cấp, chiếc kính cao cấp 8503 này là 700.000. Xây lai chỉ còn 350. Là dòng quất chơi, là dòng kính xịn nhất bên em nha. Dòng này là dòng đẳng cấp cho bên em. Mọi người nhìn thấy cái phần gọc kính Huyền có thể bể to ra như thế này. Ở phía trong được tráng một lớp nano chống chảy chống rút nè. Dòng này bên Huyền chỉ còn đúng 5 cái thôi. Nên bạn nào mà muốn mua nhanh tay chốt đơn cho Huyền. 8503 8503 cộng số là 350.000. 350.000 xây livestream. Cho bạn nào xây livestream là còn 350.000 nha. Giá gốc là 700.000 nha tình yêu. Anh Hoàng Di lấy cái này đi, cực kỳ là đẹp luôn. Huyền mang lên cho anh Di xem nè. Trong này là trong bolero ha. Đẹp ghê, không biết chọn cái nào hợp để đi biển là sao. Mỹ Duyên ơi, nếu như mà đi biển thì em sẽ lấy dòng, nếu như là nữ, anh Nguyễn Lợi ơi, anh lấy thì comment cho Huyền là 8503 8503 cộng số điện thoại nha anh Lợi. 8503 cộng số điện thoại nha. Để Huyền chốt đơn cho anh Lợi nha. Em cam kết với anh Lợi luôn, không đẹp Huyền không lấy tiền. Anh Lợi khi mua hàng sẽ được kiểm tra hàng rồi mới thanh toán tiền nha. Sẽ được kiểm tra hàng nha anh Lợi ơi. Dòng này là dòng cực kỳ xịn bên Huyền luôn, 700.000 nha. Ok, chúc cho anh Lợi một cái là chỉ còn 4 cái cuối cùng trong shop thôi. Hàng này mới hết là có khi không về lại đâu. Hàng này mới hết là Huyền sợ không về lại đâu nhá. Có tem, có thể bảo hành. Có thể bảo hành cho mọi người luôn nè. Ở trong hộp có thể bảo hành luôn. Ok bạn Thu Trang nha. Có kính vuông không em? Có nha anh ơi. Đây, dòng kính voucher vuông, em chào anh Hoàng Phúc luôn. Có dòng kính voucher vuông này mọi người. Vòng một được, ok em cảm ơn anh Ngọc Sinh. Mà anh Ngọc Sinh có kính chưa? Chưa có kính thì mua kính ủng hộ cho Huyền nha. Rồi, bây giờ Huyền sẽ lên dòng kính vuông này. Dòng này cũng là dòng voucher, giá là 700.000. Xây lai chỉ còn 350, chồng cũng là chồng bolero. Ok anh Lợi Huyền, anh Lợi chốt đơn cho Huyền rồi nha. Huyền chốt đơn cho anh Lợi rồi nha. Anh Mạnh Duy ơi, nếu như mà chồng vuông thì anh lấy chồng này nè. À, bên Huyền không có kính giả cận nhá. Đây là dòng quarter luôn. Phần gọc kính của nó là có gỗ ép luôn. Đây, nó cực kỳ là lạ luôn. Mẫu này là mẫu cực kỳ lạ bên Huyền. Trong là trong, trong này là trong bolero luôn. Và ở phía trong cũng được tráng một lớp nano. Nó gần giống như là dòng 8503, nhưng mà nó là trong vuông nha. Hai mẫu này tương tự với nhau, cũng đều là dòng quarter cả. Cũng có tem, có thể bảo hành bình thường nha mọi người. Anh kỳ hạt. Anh Mạnh Duy ơi, anh Mạnh Duy lấy cái này đi, cái này thì đeo bao ngầu luôn. Riêng của dòng này thì đeo bao ngầu, bao đẹp luôn. Nó ngầu hơn là so với tròng tròn nha. Trong vuông này thì nó đeo như là xã hội đen với đã bao ngầu, bao bảnh luôn nha. Mã của chiếc kính này là
8819. 8819 nha mọi người. Kính này thì nam đeo mới hợp thôi. Nam đeo mới hợp thôi nha. Dòng này là dòng kính cực kỳ là xịn mê huyền, dòng phát chơi nhé. Cảm ơn bạn Lily Phương nha. Bạn nào chốt bỏ kính này thì chốt cho Huyền là 8819. Dòng này cũng là dòng watcher, cũng có thể bảo hành vào hộp như là dòng kia luôn nha. Anh Hoàng Di lấy cái này đi anh Hoàng Di ơi. Cái này đẹp lắm luôn nè. Huyền dơ rõ cho anh xem nha. Đây nè, ở phần gọng kính thì nó có dòng chữ watcher và nó có một phần nhựa ở phía dưới gọng kính là có dòng chữ watcher giống như là gỗ ép vậy đó. Ở phía trong được tráng một lớp nano luôn. Trong nào thì hợp với mặt tròn là shop. Nó không nổi nữa rồi. Bạn nào mà chốt mã kính bất chơi này thì chốt cho Huyền là 8819 cộng số điện thoại nha. 8819 cộng số điện thoại 350.000 một chiếc nhá. Nếu như mà không ai chốt đơn nữa là Huyền up livestream nè. Nếu ship ra Hà Nội thì là 30.000 anh. 30.000 và em ship. Anh sẽ được kiểm tra hàng rồi mới thanh toán tiền. Huyền sẽ ship cho anh chỉ cần để lại số điện thoại và địa chỉ thôi. Huyền sẽ ship hàng ra tận nơi cho anh và anh sẽ được kiểm tra hàng rồi mới thanh toán tiền nha. Phí ship đi ngoài tỉnh là 30.000. Anh Tuấn lấy cái 858503 đi. Nếu như anh Tuấn đang ở nước ngoài thì anh Tuấn nhờ người lấy á. Nhờ bạn của anh Tuấn lấy á. 18503 này là Huyền cam kết với anh luôn. Không có shop nào mà bán cho mọi người với dòng 8503 dòng xịn như thế này với giá là 350 thôi. Ok anh của Tuấn có gì liên hệ lại với shop nha. Rồi thôi mình nộp livestream cho mọi người. Ok, Tuấn có gì nhắn tin vào trang page nha.